Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn tham khảo thông tin về chiếc LX300 sản xuất là năm 2018. Xe đã lăn bánh với quãng đường là hơn 40.000 km. Đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ, đó là xe không đâm va, không ngập nước, có hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Với chiếc Lexus LX300 sản xuất 2018 là phiên bản nâng cấp thay thế cho LX200T, vốn đã rất thành công tại thị trường Việt Nam trong những cái năm vừa qua, thì chiếc LX300 nó sẽ có là trang bị nâng cấp hấp dẫn hơn với những cái tính năng tiện nghi cho người dùng. Anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi với em chiếc xe đã qua sử dụng trong khoảng 6 năm nó còn được những gì. Anh chị có thể thấy qua thì dàn nốp của chiếc xe đã được thay mới rồi, mâm thì được trang bị mâm hợp kim, dọc thân xe với những chi tiết tạo khối giúp cho chiếc xe nhìn trông nó thể thao cũng như là cứng cáp hơn. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có hệ thống cảnh báo vượt trên gương anh chị nhé. Đấy, những cái chi tiết về phần thân xe em cũng sẽ quay rõ cho anh chị và các bạn tham khảo. Với hệ thống mở cửa Key Let Go 4 cánh cửa cho anh chị và các bạn. Đây là những cái phần đuôi xe của chiếc xe anh chị có thể tham khảo qua. Những cái chi tiết như là hệ thống cảm biến, rồi là cam đùi, gạt mưa, đèn cảnh báo được trang bị đầy đủ hết ở phía sau. Cốp thì vẫn sử dụng là hệ thống cốp điện. Với cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe này nó rất là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa nhiều đồ. Với kiểu dáng nhỏ gọn, di chuyển trong phố linh hoạt, thỉnh thoảng di chuyển đường trường thì nó vẫn mang lại cho anh chị và các bạn đầy đủ những cái cảm xúc, cảm giác lái. Xe sử dụng khối động cơ là máy 2.0 turbo nên cái khả năng vận hành của chiếc xe nó rất là mạnh mẽ cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Thùng cốp của chiếc xe không hề có hiện tượng đâm va gì cả, gò hàn gì cả. Tất cả vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Với cụm đèn trước, cụm đèn sau của chiếc xe được trang bị full LED hết anh chị ạ. Các chi tiết thiết kế của chiếc xe trông rất là nổi bật và lôi cuốn. Đây là những cái đường LED ở phía phần đuôi cốp của chiếc xe, anh chị có thể nhìn thấy tem mác nó vẫn còn rất là đầy đủ. Với trên chiếc xe này thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn những cái phần tem ở phần đuôi cốp này, những cái phần rời của chiếc xe để đảm bảo anh chị và các bạn có thể nhìn qua những phần đó, mình có thể biết được là cánh cửa là còn nguyên zin hay không. Đấy, rồi cánh cửa, cánh lái, cánh phụ của chiếc xe em cũng sẽ mở cho anh chị và các bạn có thể nhìn qua những phần tem mác đó để mình có thể cảm nhận là cánh cửa xe nó có zin hay không. Đây, những cái chi tiết em nói cho anh chị và các bạn đây ạ. Đấy, hiện trạng của chiếc xe thì nó vẫn còn nguyên bản từ đầu, không hề có hiện tượng bị gò hàn thay thế gì cả, nó chỉ có khấu hao theo thời gian thôi. Cái ngồi ở hàng ghế thứ hai thì nó có chức năng cho anh chị và các bạn như là chỉnh điện, tăng độ ngả, rồi là trượt lên. Đây là những cái chi tiết về phần ghế ngồi của chiếc xe, anh chị có thể cùng nhìn em qua clip em quay để có thể thấy được là em giới thiệu rõ ràng đầy đủ những cái chi tiết của chiếc xe nó như thế nào. Và hiện trạng thực tế của chiếc xe nó còn hoàn hảo không, anh chị và các bạn có thể nhìn qua những chi tiết em quay. Với những tính năng an toàn trên mẫu xe này, nó trang bị cho anh chị và các bạn như là 8 túi khí, dây đai an toàn, rồi là hệ thống phanh ABS, EBD, rồi là BA, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ổn định vận hành, rồi là hệ thống hỗ trợ lực kéo, chức năng kiểm soát tốc độ, cảm biến trước sau được trang bị đầy đủ, rồi là hệ thống cam. Đấy, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ lùi xe, rất là nhiều các tính năng cho anh chị và các bạn có thể sử dụng. Đấy, để tiện ích của chiếc xe cũng như tem mác của chiếc xe luôn rõ ràng. Với chiếc xe này sản xuất là 2018 nhập Nhật Bản anh chị ạ. Đấy, những cái chi tiết của chiếc xe thì các bác có thể cùng tham khảo qua về phần ghế ngồi, những cái chi tiết khấu hao theo thời gian. Với nội thất của chiếc xe thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn như là hệ thống điều hòa tự động, chức năng như là làm mát ghế trước, ghế lái, ghế phụ, rồi là các phần tút pad, các chế độ lái, phanh tay điện tử, auto hold, đồng hồ thiết kế design, rồi là màn hình thiết kế với kích thước lớn 12.3 inch, rồi vô lăng có tích hợp cho anh chị và các bạn đầy đủ các chức năng cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng sử dụng thao tác, lẫn chuyển số thể thao phía sau, rồi là giới hạn tốc độ ở phía sau vô lăng. Đấy. Những cái chi tiết về phần không gian khoang lái của chiếc xe, bố cục được thiết kế rất là gọn gàng, dễ dàng sử dụng và thao tác, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể lái xe an toàn trên đường.
Với cố động cơ của chiếc xe thì em cũng sẽ quay cho anh chị và các bạn tham khảo về cố động cơ máy 2.0 turbo. Với cái cố động cơ này thì di chuyển trong phố nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn tiết kiệm nhiên liệu. Đường trường thì nó vẫn mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm cảm giác lái tốt nhờ các chế độ lái Eco, Normal, Sport, Sport cộng. Đấy, những cái chi tiết tổng thể anh chị và các bạn có thể thấy qua. Và cái mức giá bán của chiếc xe này thì hiện tại bây giờ nó cũng rất là hợp lý cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng sở hữu. Mức giá bán cho chiếc Lexus LX 300 sản xuất năm 2018 hiện tại đang được đơn vị chào bán anh chị và các bạn với mức giá là 1.650.000.000. Giá này em vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu về chiếc xe đã lăn bánh với quãng đường là hơn 40.000 km. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại.